Tên tôi là Shannon Hay. Đây là câu chuyện về life insurance với quyền lợi sống của tôi. Kevin và tôi đã gặp nhau khi anh ấy ở trường chấn thương chỉnh hình. Kể từ ngày đầu mà chúng tôi yêu nhau, chúng tôi đều đã ở bên nhau mỗi ngày. Vì chúng tôi rất thích ở riêng với nhau và chúng tôi là những người bạn tốt nhất. Chúng tôi đã được 6 đứa con: Crystalline, Charlene, Cameron, Shannon, Garden và Aislin. Chúng tôi sống ở trên một mảnh đất rộng 12 mẫu Anh ở Wilkes County. Tên tôi là Don Roy và tôi đến từ Canton, Rosa. Hiện tại tôi là cố vấn tài chính của Finansico Pastor. Và việc của tôi là chúng tôi hướng dẫn mọi người về cách đồng tiền vận hành và sức mạnh của Life Insurance với quyền lợi sống. Ban đầu chúng tôi gặp John, lúc đó anh ấy là một bệnh nhân tại phòng chỉnh hình bệnh nhân của chúng tôi ở Woodstock, Georgia. Kevin trở thành bạn của tất cả bệnh nhân của anh ấy để họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Nơi đó trở thành chỗ mà chúng tôi giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào tôi đã bị đau đớn thể xác, và anh ấy giúp tôi, và bất cứ khi nào anh ấy khó khăn về tài chính chỉ cần gọi cho tôi, và chúng tôi làm việc với nhau từ đó cho tới nay. Với anh ấy, văn phòng của Kevin là nhất. Anh ấy làm việc có một mình thôi. Anh ấy không có nhân viên lễ tân hay gì hết. Anh ấy không có trợ lý, tư vấn chỉnh hình, không có ai ngoài anh ấy. Mọi người tới đăng ký và sau đó thì đi đến một cái bàn. Đó là một cái bàn, và khi cái bàn đó sẵn sàng, người kế tiếp lại đến, và rất nhanh chúng tôi nhìn thấy 300, 400 hoặc 500 bệnh nhân mỗi tuần. Anh ấy tiếp cận khoảng 100 người mỗi ngày. Với anh ấy, mọi thứ mà anh ấy có, cả việc kinh doanh của anh ấy sẽ biến mất. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, như những chủ doanh nghiệp nhỏ khác, anh ấy thực sự không có bất cứ thứ gì để dự phòng cho bản thân khi nghỉ hưu. Vì anh ấy chỉ xây dựng doanh nghiệp và lên kế hoạch nghỉ hưu theo cách này. Chúng tôi trải nghiệm hết những quyền lợi của IUL. Những khoản vay của bạn sẽ cho phép bạn nhận được những giá trị tích lũy nếu bạn có bảo hiểm quyền lợi sống. Phải, và rồi sau này bạn cũng nhận được quyền lợi tử như nó vốn có. Cuối cùng chúng ta đã biết thời điểm mà chúng ta thực sự sử dụng tất cả những quyền lợi này trong khoảng 6 năm. Chúng tôi đã làm hồ sơ bảo hiểm từ một nhân viên trước đây. Và Don đã giúp chúng tôi sửa đổi kế hoạch để giúp chúng tôi có thể tốt hơn. Nhờ những sửa đổi đó đã giúp chúng tôi có được như ngày hôm nay. Ông Hay đã 41 tuổi. Khi chúng tôi áp dụng chương trình này, ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì để thiết lập chương trình cho mục đích hưu trí miễn thuế hết. Lần đầu ông ấy có thể sử dụng quyền lợi của chương trình đó là khi ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Và với khoản vay đó, ông ấy đã tích lũy đủ tiền trong chương trình của mình. Và trong vài năm đầu, ông ấy có thể mua được văn phòng cho riêng mình. Và đó là một trong những điều mà Shannon luôn nói với tôi. Đó là cô ấy vô cùng hạnh phúc vì hoàn toàn sở hữu nhà, bởi vì nó giúp mang lại cho cô ấy một vị trí tốt hơn cùng với việc kinh doanh. Và nó đang rất phát triển. Cuộc sống rất khó đoán trước. Và trường hợp này thực sự đã được chứng thực hoàn toàn. Chỉ một vài năm sau khi chúng tôi chạy chương trình này thì mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi có một khoảng thời gian trong tháng 2 khi chúng tôi nghĩ rằng anh ấy bị ngộ độc và anh ấy cần đi kiểm tra. Các bác sĩ đã gọi lại cho chúng tôi và hẹn gặp chúng tôi tại văn phòng của ông ấy. Và đó là khi họ nói với chúng tôi là họ tìm thấy một khối u. Chỉ vài ngày sau khi chúng tôi phát hiện ra nó là bệnh ung thư, anh ấy bị ung thư đại trực tràng. Tôi đã đến văn phòng của anh ấy vào hôm đó và chỉ đến để được tái khám. Và lúc đó anh ấy chợt nói với tôi rằng anh ấy vừa được bác sĩ chẩn đoán. Đó là Life Insurance với quyền lợi sống thực sự hữu dụng. Thực tế thì hiện tại anh ấy đang mắc chứng bệnh hiểm nghèo. Và khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chúng tôi đã có thể sớm lấy tiền bảo hiểm nhân thọ và thực sự trao tận tay anh ấy hơn 600.000 đô la của quyền lợi sống để anh ấy có thể yên tâm. Tôi nói anh ấy nghỉ việc đi và dùng thời gian đó để chữa bệnh. Chúng tôi có thể thuê một bác sĩ chỉnh hình đến văn phòng. Chúng tôi có thể thuê một nhân viên tiếp tân để kiểm soát công việc và xử lý tài chánh của chúng tôi tại văn phòng ngay vào thời điểm đó. Chúng tôi không phải trả lương nữa và tiền không phải tự nhiên mà có. Và may mắn là chúng tôi có thể lấy tiền lương từ chương trình quyền lợi sống để làm việc đó. Một trong những quyền lợi lớn của Life Insurance với quyền lợi sống mang lại sự yên tâm về cách anh ấy sử dụng tiền của mình. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về những cách điều trị ung thư tự nhiên. Có một số phương pháp điều trị thay thế mà nếu không có chương trình Life Insurance về quyền lợi sống thì chúng tôi không thể nào có khả năng chi trả. Chúng tôi luôn mơ ước rằng một ngày nào đó có thể xây dựng một trang trại lớn cho bọn trẻ cùng chơi đùa. Chúng tôi đã hoàn thành trang trại từ ngày 2 đến ngày 18 và đó là tháng 9. Đêm hôm đó anh ấy trở dậy và nói chuyện với tôi lần cuối cùng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đêm ấy cho tôi biết rằng chúng tôi đã đi đến cuối con đường. Ngay sau khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, ngày 19, tôi gọi bọn trẻ dậy và tôi nói: các con phải lại đây và chuẩn bị tinh thần. Tôi gọi cho Don và anh ấy tới ngay lập tức. Với tư cách là một nhân viên bảo hiểm, rất khó khăn khi bạn mất đi một khách hàng. Thật sự là như vậy, nhưng còn hơn thế nữa, bởi vì anh ấy còn là người bạn rất tốt của tôi. Anh ấy có 6 đứa con. Đó là một mất mát rất lớn. Trong tay họ, số tiền đó không phải chỉ để chia buồn không thôi. Gia đình họ có thể nhận được hơn 1 triệu đô la từ quyền lợi tử để tiếp tục di sản của Kevin trong tương lai. Số tiền này chi trả cho ngôi nhà, chi trả cho toàn bộ nông trại của họ, rồi họ xây dựng cái nhà kho và mọi thứ trong nông trại đó. Vì vậy, chỉ cần ngắm nhìn mọi thứ ở đó mỗi ngày và biết những gì anh ấy có thể để lại trong di sản đó, anh ấy đã xây dựng nên. Điều đó thật sự rất tuyệt vời. Không phải mỗi ngày đều dễ dàng, hầu hết đều là những ngày khó khăn. Nhưng mà chúng tôi có rất nhiều điều để nói lời cảm ơn. Thực sự chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi có thể an táng Kevin ngay trên chính nông trại này. Chúng tôi xây dựng một nghĩa trang cho anh ấy. Chúng tôi có thể thấy anh ấy và bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Đó là cách tốt nhất để ở gần anh ấy. Phần tốt đẹp nhất của tất cả mọi thứ đó là từ bây giờ, tất cả con gái tôi đều được bảo vệ một cách tốt nhất. Tương lai của chúng được bảo đảm. Và chúng có quỹ tài chánh. Chúng có chương trình Life Insurance được thiết lập với quyền lợi sống. Trường hợp của Dr. Hay cho thấy tính linh hoạt của IUL là một loại tài sản. Thực sự mà nói, nó chính xác là thứ anh ấy cần và vô cùng cần thiết. Khi còn khỏe mạnh, anh ấy có thể sử dụng các khoản vay để có thể phát triển doanh nghiệp, cũng như anh ấy có thể thiết lập các kế hoạch hưu trí miễn thuế cho mình. Khi anh ấy không may bị bệnh, anh ấy vẫn có thể lấy tiền trong chương trình quyền lợi sống để giữ cho business của mình tiếp tục hoạt động và mang tới cho anh ấy sự yên tâm khi có tiền mặt trong tay để anh ấy thanh toán cho những chi phí y tế. Và ngay cả khi anh ấy không may qua đời, anh ấy vẫn có thể giữ được công việc kinh doanh của mình cho gia đình và đồng thời còn cung cấp một số tiền lớn cho gia đình, tiếp tục hướng đến tương lai. Bây giờ bản thân tôi có cho mình chương trình bảo hiểm với quyền lợi sống. Ngay lúc này tôi cũng đã tham gia cho các con của tôi. Bạn không biết ngày mai mang đến điều gì. Và trong những thời điểm như vậy, nó thật tuyệt vời vì biết rằng nếu có chuyện gì tôi có thể gọi điện thoại cho Don. Anh ấy sẽ đến với một số tiền cần thiết. Chúng tôi rất vinh dự vì ngoài vai trò là agent, anh ấy với chúng tôi còn là bạn. Tôi chỉ cần có mặt và phục vụ họ theo cách đó, nó khiến cho những điều tôi làm mỗi ngày thật sự là ý nghĩa.